Xin chào các bạn, mình là Duy đây. Vài ngày trước và cũng vài tháng trước thì cũng có một số bạn hỏi về mình cách cái xây dựng một cái group ở trên Facebook để phục vụ cho cái việc là làm marketing affiliate, tiếp thị, siêu liên kết hoặc là bán hàng. Nói chung là các bạn muốn xây dựng một cái group ở trên Facebook và làm cách nào để grow nó một cách nhanh nhất có thể. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ cái hướng đi và cũng như là cái cách làm sao cho nó hiệu quả. Thì chắc các bạn biết rồi, nếu mà các bạn quan tâm về cái vấn đề đó thì mình nghĩ là chắc các bạn đã từng lên Google, các bạn search từ khóa để các bạn tìm kiếm về cách làm thế nào để xây dựng một cái group ở trên Facebook, hoặc là cách kéo mem group Facebook, hoặc là cách phát triển group Facebook, vân vân. Hoặc là các bạn có thể là đã từng hỏi những cái câu hỏi đại loại tương tự như vậy ở trên các cái cộng đồng digital marketing hoặc là một số các cái group mà liên quan. Thì ở đây mình xin nhấn mạnh một cái vấn đề trước khi mà mình bắt đầu mình chia sẻ về cái quy trình, thì mình xin nhấn mạnh và mình nói về một chút về tư duy. Tức là gì? Khi các bạn làm một cái gì đó mà nó lâu dài và nó bền vững thì nó sẽ mất thời gian của các bạn. Cái thứ hai là các bạn có thể sẽ phải mất tiền để mà mình làm cái điều đó. Cái thứ ba là các bạn có thể sẽ phải đập đi làm lại, tức là trong quá trình mà mình làm mà mình bị sai hoặc là mình bị một cái sự cố gì đó mà mình không thể làm tiếp được vì cái sự cố đó, thì mình có thể phải làm lại từ đầu theo một cái hướng khác nó hiệu quả hơn hoặc nó tốt hơn. Và cái thứ tư đó là cái tư duy về tối ưu. Tư duy về tối ưu thì nó liên quan về cái vấn đề là các bạn trong cái quá trình mà các bạn thực hiện cái quy trình, để các bạn quan sát, các bạn thấy, các bạn tự đánh giá, hoặc các bạn hỏi một người nào đó có kinh nghiệm ở trên các cái group liên quan hoặc là ở một cái cộng đồng nào đó. Ví dụ như các bạn có thể hỏi mình, hoặc các bạn có thể là hỏi ở trên cái group cộng đồng digital marketing của mình, thì ở đó có thể sẽ có rất là nhiều anh em họ vào, họ chia sẻ và giúp đỡ các bạn. Rồi thì về tư duy là như vậy ha. Cái quan trọng mình muốn nói ở đây là các bạn phải nhớ đó là cái vấn đề lâu dài bền vững. Thì cái việc đó các bạn phải định hướng ngay từ đầu. Ở đây không phải là cái việc mì ăn liền, tức là không phải là làm tối nay làm sáng mai có kết quả liền ngay đâu. Mà các bạn sẽ phải làm liên tục và kiên trì. Thì cái đó là một trong những cái yếu tố mà có thể nói là quan trọng, trong những top những cái yếu tố quan trọng để thành công, không chỉ riêng về marketing mà trong những cái lĩnh vực khác, đó là phải kiên trì, sai sửa, sai làm lại và làm theo cái hướng tối ưu hơn. Chứ ở đây không phải là mì ăn liền, hay không phải là làm 1-2 ngày hoặc là 1 tháng là các bạn đạt được cái mục tiêu đâu. Mình nói trước để các bạn thấy mà cái video này mình tới đây không hiểu, không có đúng cái nhu cầu hoặc là không có đúng cái sự mong đợi của mình. Ok, các bạn có thể tắt video, các bạn không xem nữa để tránh mất thời gian của các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nói về quy trình. Vì đây là mình quay màn hình đột xuất, cho nên là không có chuẩn bị slide hoặc là không có chuẩn bị nói chung tài liệu gì cả, thì mình chỉ nói bằng miệng thôi. Để các bạn lưu ý, các bạn lắng nghe, có thể bạn mở mind map, các bạn ghi chép lại hoặc là gì đó, các bạn giấy bút ra, các bạn ghi lại những điều mình nói. Rồi, đầu tiên để xây dựng một cái group ở trên Facebook để phục vụ cho việc bán hàng, nói chung là mình nói về việc bán hàng, có thể làm affiliate, bạn làm cung cấp dịch vụ đó, các bạn đăng quảng cáo, quảng bá hình ảnh sản phẩm dịch vụ của mình ở trên cái group của bạn, hoặc là bạn dùng cái group đó để các bạn support cộng đồng hay gì đó. Nói chung thì các bạn phải lưu ý là quy trình bước đầu tiên là các bạn phải xác định được cái đối tượng khách hàng tiềm năng hoặc là đối tượng tiềm năng của cái group đó, tức là những cái người mà tương lai các bạn muốn mời vào group, thì các bạn phải xác định được cái điều đó và họ là ai. Ví dụ như các bạn làm affiliate về các cái sản phẩm về khóa học
marketing, hoặc là khóa học sale bán hàng, hoặc là khóa học gì đó. Ví dụ như mình ví dụ khóa học về marketing thì các bạn xác định đối tượng họ là ai. Mình có thể nói là gì? Họ có thể là chủ doanh nghiệp siêu nhỏ, tức là micro SMB, hoặc là SMB là những cái doanh nghiệp siêu siêu nhỏ, và doanh nghiệp nhỏ thì thường chủ doanh nghiệp họ sẽ làm hết. Họ sẽ làm nói chung là kiểu như là doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ A đến Z, là người chủ họ làm hết từ A đến Z, kể cả việc marketing thì các bạn có thể là cái đối tượng của bạn có thể là vậy. Cái thứ hai là những cái khóa học marketing thì là sẽ tập trung cho cái đối tượng chính là marketer, tức là những người làm marketing. Cái thứ ba, đối với những cái khóa học marketing nhưng thiên về cái hướng là làm affiliate để kiếm tiền online thì họ là những cái người cũng có thể là marketer, cũng có thể là những bà mẹ bỉm sữa, hoặc nói chung là những cái người mà đang muốn kiếm tiền online đó, để các bạn xác định cái điều đó. Rồi đi sâu hơn thì các bạn tự phân tích ha, mình không thể nào mình nói hết được về cái đối tượng khách hàng tiềm năng mà các bạn đang muốn nhắm đến được, mỗi người mỗi khác nhau. Rồi cái trong cái quy trình, cái bước số 2 là gì? Sau khi các bạn xác định được đối tượng khách hàng tiềm năng rồi, bước số 2 các bạn phải trả lời được cái câu hỏi là gì? Họ ở đâu? Họ ở đâu? Tức là họ ở đâu trên online. Ở đây mình nói online thôi ha, mình không nói offline. Online thôi, các bạn xây dựng group trên Facebook lùa đối tượng đó vào thì các bạn biết là ở trên online, và đặc biệt là ở trên Facebook, bắt buộc ở trên Facebook các bạn biết họ ở đâu. Để trên Facebook nó có gì? Trên Facebook nó có group, nhóm. Cái thứ hai là bay, tức là fanpage đó. Cái thứ ba đó là profile cá nhân, có ba cái thôi. Rồi thì bây giờ để mà nhanh á, thì các bạn không thể nào mà các bạn đi tìm từng cái profile một của khách hàng mà các bạn muốn nhắm đến được. Các bạn không thể nào làm được cái điều đó thủ công, và bạn cũng không thể nào mà bạn list ra cái danh sách profile được, mà mình sẽ tìm cái ổ chứa. Ở đây mình nói cái ngôn ngữ cho nó giản dị là ổ chứa, tức là gì? Tức là nhóm. Tại vì nhóm là nơi mà những cái người mà có chung sở thích, chung mục tiêu, hoặc là chung cái hướng, chung cái đích đến, hoặc là nói chung là một cái cộng đồng trao đổi mua bán support thảo luận gì đó, họ đều ở trong đó. Và cái bạn muốn nhắm đến đối tượng nào thì bạn tìm những cái nhóm mà họ thường xuyên sinh hoạt ở trong đó. Ví dụ như những bạn làm marketing thì họ sẽ thường sinh hoạt ở trong các cộng đồng về digital marketing, hoặc là cộng đồng marketing, hoặc là cộng đồng công cụ marketing, hoặc là cộng đồng marketing online, hoặc là cộng đồng marketing Việt Nam, hoặc là cộng đồng digital marketing Việt Nam. Nói chung ở trên Facebook nó cực kỳ nhiều các cái cộng đồng dạng như vậy, nên mình không biết là bao nhiêu nhưng mà mình nhớ rất là nhiều. Thì việc của các bạn là xác định là bước số 2. Rồi bây giờ chỉ có bước số 3. Sau khi xác định xong thì các bạn buộc phải tham gia nhóm, tức là tham gia group vào cái danh sách mà các bạn tìm mình được ở bước số 2. Đó. Ở bước số 3 chỉ có đơn giản vậy thôi. Việc tham gia không phải là được 100% tất cả các group các bạn tìm được ha. Tại vì có những cái group nó chết rồi, tức là admin họ không có duyệt thành viên nữa, hoặc là những cái group mà không có số lượng hoạt động, bài viết tương tác mỗi ngày hoặc là tuần tháng gì đó, các bạn nhìn những cái group mà nó kiểu kiểu như là nó chết rồi thì đừng có vô làm gì mất thời gian ha. Các bạn kiếm những cái group mà hoạt động thường xuyên, có lượt tương tác nhiều, có thành viên đăng bài viết mỗi ngày đó, thì các bạn tìm kiếm là thường là những cái group dạng như vậy thì Facebook nó sẽ đề xuất ở trên top, thì các bạn tìm đúng cái từ khóa, các bạn kéo xuống, các bạn thấy những cái group đó thường số lượng thành viên rất là đông và có cái yếu tố như mình vừa mới nói nãy. Việc của các bạn ở bước này là các bạn bấm vào tham gia nhóm, đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ chuyển qua bước số 4. Rồi có bạn nào không biết tới đây là các bạn nản chưa ha, chứ mình thấy nhiều bạn khi mà nói tới cái phần này có thể trong đầu các bạn đang nghĩ là à cái này mình biết rồi, mình biết rồi, mình biết rồi, cái gì cũng tôi biết rồi hết, nhưng mà thật ra là biết rồi không có làm đâu. Rồi lại đi hỏi,
các bạn thật sự các bạn không có đủ kiên nhẫn để mà các bạn làm từng bước như mình nói, và các bạn thích mình ăn liền. Ở đây mình lại nhắc về cái câu chuyện như lúc đầu video mình đã nói ha, để mà các bạn có cái động lực để mình tiếp tục thực hiện cái bước số 4 này. Bước số 4 là các bạn làm cái gì? Rồi, các bạn kiểm tra lại cái tài khoản profile của mình. Lưu ý, nếu như các bạn muốn làm lâu dài bền vững thì các bạn nên sử dụng profile gốc, tức là cái profile mà các bạn đang xài á, là giống như mình nè các bạn. À, các bạn nhìn trên màn hình là facebook.com/hcm.duyvõ nè, đây là cái Facebook chính của cá nhân của mình, mà mình chỉ có duy nhất một Facebook thôi, tại vì mình xác định từ đầu là cái đây là cái Facebook chính. Và Facebook hiện tại nó đang giới hạn là 5.000 bạn bè trên mỗi tài khoản Facebook profile. Thì các bạn biết con số là cái năm số 5.000 nó rất là nhiều, không không phải là ít nha, không phải dễ dàng mà đạt được cái con số bạn bè 5.000 đâu. Bây giờ các bạn bấm vào thử phần bạn bè của các bạn đi, bây giờ mình chọn bạn bè của mình đó, lại bị lag rồi. À, đâu rồi ta? À, bạn bè hiện tại mình là 4.951, tức là gần full 5.000 bạn rồi. Không phải là để đạt được con số này là dễ đâu. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn ngay ở cái bước số 4 này luôn. Tức là bạn chỉ cần dùng một cái tài khoản Facebook duy nhất. Và các bạn, cái tài khoản đó phải là tài khoản cá nhân của bạn. Nên là tài khoản cá nhân của bạn thường dùng. Nếu các bạn có nhiều tài khoản thì nên là cái tài khoản thường dùng. Tại vì sao? Tại vì tài khoản thường dùng các bạn biết là các bạn hàng ngày các bạn dùng Messenger, các bạn chat với người nào đó, rồi các bạn tương tác, rồi các bạn nói chung là các bạn biết những cái thứ mà trên cái tài khoản của chúng ta. Khi lỡ sau này các bạn bị report, các bạn bị cái gì đó Facebook nó hiểu nhầm tài khoản spam hay là tài khoản gì đó bị report báo xấu này là các kiểu, thì các bạn có thể khôi phục lại được. Ví dụ như bị checkbot hay là bị gì đó thì các bạn có thể khôi phục được, tại vì đây là tài khoản cá nhân các bạn dùng hàng ngày. Và cái độ trust, cái độ tin tưởng của nó cực kỳ cao, và cái việc checkpoint nó hầu như là ít khi nào xảy ra, lắm trừ khi các bạn đi spam dữ quá Facebook nó mới cảnh báo các bạn thôi, vi phạm chính sách của nó thôi. Rồi bây giờ mình sẽ nói về một cái tư duy là tại sao không nên tạo tài khoản trắng mới ngay từ đầu để làm. Cái thứ nhất đó là vấn đề checkbox tài khoản, tức là bị khóa tài khoản Facebook. Về Facebook hiện tại cái chính sách của nó rất là khó. Các bạn cứ nghĩ rằng tại sao mình phải dùng một tài khoản mà không dùng nhiều tài khoản, mỗi tài khoản là 5.000 bạn bè, tại sao mình không tạo được nhiều tài khoản rồi mình cứ lấy 5.000 bạn bè mình nhân lên cho cái số tài khoản đó, để các bạn có thể là một đống mấy chục ngàn mấy trăm ngàn bạn bè, và các bạn cứ liên kết bạn hết tất cả các group của các bạn rồi các bạn đưa vào cái group của mình. Tại sao mình không làm như vậy? Vấn đề là gì? Khi mà các bạn làm vậy, các bạn phải sử dụng tool. Nhưng việc sử dụng tool không phải dễ. Và cái thứ hai, Facebook nó không có muốn điều đó. À, các bạn phải hiểu Facebook nó sinh ra là để cho mọi người tương tác với nhau trên mạng xã hội và phải là người thật. Chứ Facebook nó không có muốn là một người tạo ra rất là nhiều tài khoản để làm cái chiêu trò, cái ma mảnh gì đó. Kiểu như là chơi trên đầu trên cổ nó, thì Facebook nó không có muốn như vậy. Dĩ nhiên là do đó nó sẽ tìm cách là nó sẽ lọc và nó khóa những cái tài khoản mà không phải là người thật sử dụng. Có nghĩa là các bạn dùng tool đó, các bạn đi đi like dạo, các bạn đi comment dạo, rồi các bạn đi ship đi chéo, rồi các bạn làm đủ trò đủ kiểu trên tool để mà các bạn cheat Facebook. À, các bạn kiểu như các bạn gọi là thủ thuật trick đó. Các bạn nhớ là gì? Mình làm lâu dài bền vững, cho nên là làm cái gì đó nó chắc cú, nó chắc bắp thì hãy làm. Cho nên bởi vậy lúc nãy mình mới nói là tại sao các bạn nên dùng profile cá nhân, tại vì đó là profile chính của bạn, và các bạn không thể nào các bạn làm cái điều gì đó nó sai trái, nó sơ hở để Facebook nó khóa. Cho nên
các bạn sẽ phải cẩn thận hơn rất là nhiều đối với cái tài khoản cá nhân đó. Và vì vậy các bạn sẽ phải kiên trì, các bạn sợ, các bạn tự nhiên các bạn sẽ phải làm cẩn thận và các bạn kiên trì thì đó mới mới hiệu quả. Rồi dùng tài khoản cá nhân của các bạn, nếu các bạn có nhiều bạn bè và gần full như mình á, mà không phải là cái đối tượng khách hàng tiềm năng, thì các bạn nên lúc này mới nên dùng tool nè. Các bạn dùng tool, các bạn unfriend cái đám đó đi, các bạn dùng tool, các bạn hủy kết bạn cái đám đó đi, tại vì nó họ không phải là khách hàng tiềm năng thì mình kết bạn để làm gì, mình mời vô group nó cũng đâu có ý nghĩa gì đâu. Rồi các bạn unfriend đi, thì đó, các bạn unfriend thì lúc đó các bạn chắc còn ở đó khoảng vài trăm bạn bè thôi, hoặc là vài chục, ồ có khi là chỉ còn vài người đó. Tài khoản các bạn lúc đó sẽ giống như là cái tài khoản trắng mới tạo vậy đó, nó có rất là ít bạn bè nhưng mà cái độ trust nó vẫn có nha các bạn, chứ không phải là unfriend cái độ trust nó thấp đâu, không phải. Rồi đó là bước số 4. Bước số 5 là các bạn biết làm gì không? Các bạn vào group, các bạn những cái group mà các bạn xin vào mà họ chấp thuận ở bước số 2 á, là bước số 5 các bạn chui vô cái group đó. Và lưu ý các bạn ở đây là các bạn phải lọc cái group cho thật kỹ nha. Các bạn phải hiểu là cái group đó là ví dụ như các bạn cảm quan cảm tính thôi, các bạn nghĩ là trên 80% thành viên trong cái group đó là đối tượng khách hàng tiềm năng của bạn thì các bạn hãy join vào và các bạn hãy kết bạn với họ. Chứ còn những cái group mà mười mấy 20.000 thành viên tùm lum tà la đó, toàn là tài khoản ảo rồi seeding rồi của mấy ông mà phát triển group để mà mấy ông bán, hay là mấy ông nói chung là không có hiệu quả, toàn là gì, tài khoản gì đâu không thì thôi đừng có cho mà làm gì, rồi mất công kết bạn rồi rồi lại không đúng đó. Cho nên là các bạn lưu ý những cái group mà như cái tiêu chí bước số 2 mình nói, thì bước số 5 này các bạn hãy kết bạn những người ở trong group đó. Thì kết bạn sao các bạn rất là dễ, ví dụ như mình ở đây mình có một cái group đó là cộng đồng digital marketing. Đây group mình là phát triển organic nha các bạn, không có dùng tool gì hết, organic đó các bạn. Ví dụ như các bạn được access vào một cái group nữa, ví dụ như group này để các bạn vào cái phần thành viên đó, các bạn coi thành viên rồi các bạn kết bạn thôi. Nhưng mà các bạn lưu ý là gì, các bạn kết bạn với những người các bạn chung, ví dụ như tài khoản các bạn có dưới 500 bạn bè thì các bạn kết bạn với những người bạn chung khoảng, ví dụ như là khoảng hai chục bạn chung. Tại vì sao? Tại vì sao mình nói là các bạn nên kết bạn với những người mà bạn có bạn chung 20 người, ví dụ tại vì này, điều này rất là đơn giản thôi, chắc mình không nói các bạn cũng hình dung ra. Tại vì sao? Tại vì gì, các bạn không thể nào bắt người lạ chấp nhận bạn bè với mình được. Ví dụ như bạn đi ra đường, bạn bạn dừng đèn đỏ, các bạn khều người kế bên đang dừng xe kế bên, bạn xin số điện thoại, bạn nghĩ là họ có cho số điện thoại bạn không? Chắc chắn là không, và thậm chí là nó chửi vô mặt bạn, hoặc là nó gì đó, nó la lên một cái, nghĩ bạn biến thái hay gì này nọ. Không có ai làm cái điều đó với người lạ mà xin số điện thoại sổ sàng như vậy được. Ở trên Facebook cũng vậy, các bạn kết bạn với người khác thì các bạn phải có cái lượt, cái số lượng bạn chung nhất định. Mà mình, quan điểm của mình là đối với cái lượng mà bạn bè ít thì cứ 20 bạn chung, còn đối với những cái bạn mà không có bạn chung nào thì không sao hết, các bạn cứ kết bạn thôi. Tại vì trong cái ví dụ như trong 100 người các bạn gửi lời mời kết bạn thì có thể đâu đó khoảng vài người chấp nhận kết bạn với bạn, thì đó là cái điều rất là may mắn ha. Còn một đứa kết bạn 100 người mà không có ai kết bạn, cái điều đó rất là bình thường, tại vì bạn không liên quan gì tới cuộc đời của họ cả, các bạn phải hiểu cái điều đó. Còn những bạn nào mà trong cái danh sách bạn bè các bạn đi kết bạn với người khác mà các bạn thấy bạn chung, thì các bạn nên ưu tiên là kết bạn với những người có số lượng bạn chung nhiều nhất hay thấp. Rồi thì đó, các bạn cứ bền bỉ và kiên trì thôi. Bước số 6 là gì? Bước số 6 là mình sẽ mời họ vào trong cái group của mình.
mời họ vào trong cái group của mình. Nhưng khoan đã, các bạn lưu ý, còn một cái bước đệm nữa, đó là gì? Bạn phải hiểu rằng một cái group các bạn mới tạo ra ở trên Facebook mà nó chưa có nội dung gì hết, tức là không có bài viết, không có tương tác, không có cái gì hết, thì bạn mời người ta có vào hay không? Thì bạn tự trả lời câu hỏi đó, mình chắc chắn là các bạn đã biết câu trả lời, không có ai vào đâu. Họ không có vào để làm cái gì, tại vì có gì, cái lúc đó có gì đâu mà vào. Và trước khi họ vào là họ sẽ phải coi coi là cái bạn mời vào họ vào cái group gì. À, chứ không phải là bạn muốn mời linh ta tinh rồi tự động họ vào đâu. Facebook ngày xưa cách đây khoảng vài năm thì các bạn muốn mời ai thì mời ha. Mời vào group là mời, không có cần phải duyệt, không có cần phải người được mời chấp thuận hay là gì cả. Đó là cái sự lộng lẫy của Facebook cách đây vài năm. Đó là cái mà những cái tool họ làm cái việc là mời thành viên tự động. Đó là những cái tool nó hoạt động trên cái cơ chế lỏng lẻo của Facebook trước đây. Nhưng mà bây giờ các bạn thử, các bạn mời một cái người lạ vào coi họ có vào không. Bạn thử mời liền coi là có phải là các bạn thấy là có một thành viên vào không, hai thành viên vào không? Không có. Họ phải chấp nhận vào nhóm thì mới vào. Cho nên là gì, các bạn lưu ý, tool hiện tại nó cũng cơ chế như vậy, tức là nó cũng mời thôi. Thay vì chúng ta làm thủ công, chúng ta mời bằng tay, thì tool nó mời một đống, thì trong cái đống đó ai chấp nhận thì mới vào. Bởi vì các bạn biết rằng đây là bây giờ Facebook nó hết, nó hạn chế những cái sự lỏng lẻo của nó rồi. Các bạn mời hàng loạt như vậy một hồi cái là tự nhiên cái tài khoản các bạn gặp vấn đề bị khóa, và các bạn không thể đổ lỗi cho tool, tại vì người bán tool sẽ đổ lỗi cho bạn với lý do kinh điển là bạn không biết xài tool thì bị khóa. Thì đúng rồi chứ, khách hàng bên em xài mà có sao đâu, có bị khóa gì đâu, sao anh xài anh bị khóa, rồi hai hai bên đổ qua đổ lại rồi đâu giải quyết được vấn đề gì đâu. Mà tool đâu phải miễn phí các bạn, bỏ tiền ra mua chứ, nhưng mà xài không hiệu quả thì cái đó là mặc định là họ sẽ nói là do bạn, và mặc định có thể bạn cũng sẽ nghĩ đó là do mình làm không đúng chứ không phải là do tôi. Nhưng thực tế là do cái gì? Thực tế là do vấn đề tư duy của các bạn bị sai. Các bạn làm sai, các bạn làm điều Facebook nó không muốn thì nó khóa tài khoản bạn là đúng rồi, chứ có phải là gì đâu, có phải là gì to tát đâu. Cho nên là lưu ý ha, đó là lý do tại sao mình mới nói là mình không dùng tool, và mình đang hướng dẫn các bạn cách làm organic, tức là cái làm tự nhiên không dùng tool đó. Rồi bước số 5 là các bạn mời họ vào thôi, mời vào group của mình. Nhưng như lúc nãy mình nói, trước khi mời người khác vào group thì cái group nó phải có cái gì đó cái đã, tức là các bạn phải đặt cái tiêu đề của group cho đàng hoàng, các bạn phải có cover image, tức là cái ảnh đại diện của cái group. Rồi các bạn phải vào cái phần giới thiệu, các bạn viết vài dòng, các bạn phải gọi là chỉnh sửa cài đặt nhóm. Rồi các bạn coi coi là cái chế độ kiểm duyệt của nhóm như thế nào, rồi cái chế độ mà đăng bài viết như thế nào, và cái group đó hiện tại ở trạng thái nào. Hay trạng thái hiện tại của mình đang là group kín, đang là nhóm kín. Thì ban đầu á, bạn để nhóm kín thì nó thật là nó không có ai biết hết, và thời gian đầu bạn nên để đó là nhóm công khai. Vậy thì công khai trong thời gian bao lâu? Công khai trong thời gian bao lâu đó là cái quyền của bạn, bạn thích bao lâu thì cứ công khai. Ví dụ như bạn muốn là 500 thành viên rồi sẽ chuyển thành nhóm kín. Nhưng mình nghĩ rằng khoảng 200-300 thành viên bắt bạn chuyển vào nhóm kín là được rồi. Hoặc có thể là 300, 400, 500. Đó. Chỉ là vài trăm thôi các bạn chuyển thành nhóm kín được rồi. Tại vì sao? Vì sao không để công khai? Bởi vì đó là
bạn hiểu rằng Facebook, một trong những cái thuật toán của Facebook là gì? Cái việc các bạn để công khai mục đích của bạn để làm cái gì? Mục đích của bạn là để nhiều người thấy cái nội dung các bạn đăng trong group mà không cần phải tham gia nhóm, không cần phải tham gia group. Đó, đó là điều các bạn muốn đúng không? Tức là các bạn muốn viral nội dung của các bạn, lan truyền nội dung của các bạn. Các bạn muốn biết nhiều người thấy cái nội dung mình đăng hữu ích này nọ rồi các kiểu, rồi họ sẽ thích, họ sẽ bấm vào tham gia nhóm. Đó là cái điều các bạn nghĩ, nhưng thực tế điều các bạn thường nghĩ không phải như vậy. Điều các bạn sẽ nghĩ rằng mình sẽ gì? Facebook nó không có hiểu, và thậm chí là các bạn hiểu rằng là gì, nhiều người sẽ lợi dụng cái điều đó để spam. Ví dụ như trong list profile của các bạn có 1.000 bạn bè, các bạn tạo một cái group, các bạn để nó chế độ công khai, thì các bạn mặc định các bạn suy nghĩ rằng mình đăng nội dung để mà nhóm công khai thì nó sẽ hiển thị cho 1.000 người ở trong cái danh sách bạn bè của mình. Các bạn muốn viral cái kiểu đó, nhưng mà cơ chế Facebook, cái thuật toán của họ không phải làm như vậy đâu. Cách đây rất là nhiều năm thì nó vẫn là như vậy, tức là gì, khi mà các bạn công khai thì những cái gì mà đăng trong đó nó hiển thị ở trên news feed, và điều đó nó được một nhóm người lợi dụng bán hàng livestream các kiểu vân vân để mà bán hàng và để spam, nói chung là gây những cái sự mà không không mong muốn, những cái sự phiền toái cho người dùng, mà cụ thể ở đây là khách hàng của Facebook, tức là các bạn, những người dùng Facebook, họ là khách hàng của Facebook. Facebook cố gắng bảo vệ quyền lợi khách hàng và đem lại cái sự trải nghiệm tốt nhất cho người dùng của họ. Cho nên là gì, việc các bạn spam, các bạn livestream rồi các bạn chia sẻ 1.000 nhóm, vài ngàn nhóm, vài trăm nhóm để các bạn bán hàng, bạn livestream, các bạn hát hò, các bạn karaoke, các bạn làm đủ trò đủ kiểu hết, thì Facebook nó đang dần dần bóp cái chính sách lại. Cho nên là cái gì, các bạn nên nhớ cái điều đó. Cái thứ hai, các bạn phải hiểu hành vi của người chuẩn bị tham gia group đó là cái gì. Thì thường hành vi là cái gì, họ sẽ lên cái Facebook search box, tức là cái ô tìm kiếm này nè, họ sẽ nhập từ khóa, ví dụ như mình muốn tham gia một cái nhóm gì đó, ví dụ như là marketing mình sẽ enter đúng không, nhập từ khóa enter, rồi mình sẽ bấm vô cái phần là nhóm, mình sẽ coi từ trên xuống dưới từ trên dưới, rồi rồi mình sẽ dòm 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 đây nè các bạn, đây các bạn nhìn là 25 thành viết, 25 bài viết chưa đọc, thành viên, cái này là mình cho rồi ha, mình kiếm cái group này chưa cho đi. Các bạn sẽ thấy điều đó. Mình cho cũng nhiều lắm. Đây các bạn thấy nè, đầu tiên là cái số lượng thành viên ở trong cái group đó, cái thứ hai là cái gì, cái tần suất, cái số lượng bài viết trên ngày, ở đây 6 bài viết đó. Rồi tiếp theo là cái mô tả, cái cuối cùng là cái thành viên mà sống cùng địa điểm với bạn. Thì thường là các bạn sẽ dòm cái tiêu đề đúng không, các bạn dòm cái avatar của cái group, các bạn sẽ dòm số lượng thành viên của cái group, các bạn sẽ dòm cái số bài viết trên ngày, các bạn biết được cái group đó nó chết hay nó đang sống hay là nó sống khỏe đó. Thì cái hành vi của người dùng mà họ tìm kiếm group đó, họ sẽ làm như như mình đang làm. Cho nên là cái gì, và các bạn phải hình dung họ sẽ chưa bấm cái nút là tham gia ngay đâu, họ sẽ mở tab ra, các bạn mở tab ra, mở tab ra, có thể một một số người người ta dễ tính, người ta có thể là bấm join ngay hay gì đó, nhưng mà người ta thường là người ta tò mò, người ta mở tab ra, người ta bấm vô, người ta coi nhóm này nhóm công khai, nhiều khi họ bỏ luôn không tham gia nhóm, họ sẽ lướt 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 họ coi ok nội dung thấy có vẻ không phù hợp thoát ra luôn đó. Rồi ok, tới cái nhóm này các bạn thấy nè, đây là nhóm kín rồi, các bạn thấy bài viết hôm nay tới 56 bài viết, quá nhiều,
thành viên 76.000 người, quá nhiều. Thời gian tạo 4 năm trước, lâu đời rồi. Các bạn cái số. Không thấy bài viết gì hết. Thấy đây nhiều bài viết quá, tò mò quá. Thấy đây thành viên nhiều quá, muốn vô quá. Rồi, thấy người kiểm duyệt rồi, thành viên mình là ở đây. Hay quá, đọc đây mô tả thấy hay quá. Rồi, hành vi là gì? Bấm vô tham gia nhóm. Còn một cái group mà hả, nó cù bắp, nó mới tạo ra nó gì? Số này, bài viết mới hôm nay không bài viết. Thành viên 12 người. Thời gian tạo mới ngày hôm qua. Rồi, họ có tham gia không? Theo các bạn nghĩ là họ có tham gia không? Chắc chắn là hên xui. Nhưng không tham gia là cao. Nhiều người người ta dễ tính thì ok, cứ tham gia cho vui. Nhưng mà nhiều người thấy ủa group này có gì đâu tham gia, vô tự nhiên thấy tuyển dụng quảng cáo nhìn lạ này. Là thậm chí một cái số cái group nó tào lao mới lao vô, tự nhiên mấy con dữ bự nó livestream. Rồi các bạn kéo xuống, thấy ủa group marketing mà sao nó bán hàng, nó bán mỹ phẩm, nó bán lùm la này, rồi tuyển dụng lưng đâu có thấy gì đâu vui, đâu có gì đâu hữu ích. Ok thôi phát luôn đó. Các bạn phải hiểu cái hành vi của người ta là như vậy, chứ không phải là mình quơ một nồi mình mình nghĩ là chắc những cái group mà mới tạo thì để gì chắc họ sẽ vô, họ không phải. Rồi các bạn nhìn nè, ở đây là do những cái group này mình cho rồi. Ví dụ như nếu mà tài khoản mới của bạn, các bạn chưa cho những cái group một cái chủ đề marketing, các bạn sẽ thấy những cái group nào mà nó có số lượng thành viên nhiều, những cái group nào có số lượng tương tác nhiều, có số lượng bài viết trên ngày nhiều, và cái tần suất tương tác cũng như là đại loại như là các cái tiêu chí mà nhận biết cái group đó đang phát triển mạnh thì nó sẽ đưa lên top, và nó có cái từ khóa liên quan, tức là group đó liên quan với cái từ khóa tìm kiếm của bạn, nó sẽ đưa lên top. Còn cái group nào mà nó mới tạo thì nó nằm đâu các bạn kéo hoài luôn, các bạn không thấy luôn đó. Thì các bạn thấy không, đây là cái cơ chế hiển thị kết quả tìm kiếm của Facebook Search Box, nó giống như Google vậy các bạn, giống như là các bạn làm SEO Google thì các bạn biết rồi. Cái nào mà ấy nó đưa lên top, cái nào chất lượng, cái nào tương tác, cái nào nhiều lượt đọc, nhiều bài viết, rồi cái tần suất hiển thị, cái thời gian lại trên trang, tức là time on site này nọ, cái kiểu rất là nhiều tiêu chí của SEO đó, thì nó sẽ dựa vào cái đó và bắt link này nọ các kiểu ha, thì nó sẽ đưa cái kết quả tìm kiếm nào chất lượng lên top cho người dùng của Google. Còn Facebook nào cũng vậy thôi, cơ chế nó cũng tương tự, thì nó cũng như vậy, các bạn thấy không? Cho nên là gì, cho nên là ở trong bước số 5 này á, đối với cái group mà mới tạo á, tại sao mình nói các bạn là đăng bài viết thường xuyên, và thường xuyên là thường xuyên sao, các bạn một ngày các bạn đăng từ 3 tới 5 bài ha, đăng nhiều quá các bạn không làm đâu, mình dám cái các bạn luôn, mình nói đăng 10 bài chắc không ai đăng đâu. Nhiều khi mà nói đăng 10 bài chắc các bạn đăng có 1 bài hoặc là các bạn không đăng luôn ha. Mình nói là đăng 3 tới 5 bài để các bạn có động lực, và cái đó là cái số mà bài viết nó ok. Còn các bạn không đăng thì dĩ nhiên là không có gì rồi. Các bạn đăng nhiều thì càng nhiều càng tốt, nhưng mà đăng từ 3 tới 5 bài là chắc các bạn mệt rồi. Tại vì các bạn mới làm mà, đâu có thời gian, và cũng như đâu có chưa có đủ cái độ kiên nhẫn mà đăng đăng nhiều. Thì ít nhất cho mình là 3 tới 5 bài. Rồi. Sau khoảng 1 tuần. Tức là ban đầu á các bạn, ban đầu á 7 ngày đầu tiên á các bạn đừng có mời gì hết, đừng có mời ai vào nhóm hết. Các bạn ở đây các bạn để là nhóm công khai cho mình. Rồi cái việc mà các bạn đi kết bạn như lúc nãy thì mỗi ngày cứ cứ kết bạn thôi, mỗi ngày cứ kết bạn đều đều vậy thôi. Nhưng mà đừng mời ai vào nhóm hết, khoan đã, các bạn cứ đăng bài viết vào đằng để nhóm công khai. Tại vì các bạn làm vậy, những người kết bạn với bạn, tức là những người bạn bè của bạn sẽ thấy cái nội dung các bạn đăng lên, và họ cái đối tượng đó là đối tượng khách hàng tiềm năng, thì họ có thể là họ bấm vào tham gia nhóm một cách tự nhiên đó. Ban đầu đừng mời gì hết ha, với lại bạn cũng chưa có gì đâu để mà thu hút họ đâu, mời họ không tham gia đâu. Rồi trong 7 ngày đầu tiên các bạn đăng liên tục 3 tới 5 bài, ví dụ như là bạn đăng 3 ngày 3 bài một ngày, thì trong 7 ngày là 3 7 21 21 bài viết.
Thì qua cái tuần thứ hai đó các bạn, cái thống kê của Facebook nó sẽ hiện là 21 bài viết trong tuần qua. Ở các bạn thấy chưa? Một cái nhóm mà có 21 bài viết trong tuần qua thì người ta sẽ nghĩ như thế nào? Không cần biết là cái bài đó, những cái bài đó là ai đăng. Họ chỉ quan tâm về số lượng. Tại vì họ họ đâu có nghĩ sâu xa như mình đâu. Họ quan tâm số lượng. Ồ, thấy tuần trước 21 bài viết, ồ lúc này có vẻ ok đó, bấm tham gia. Vậy các bạn từ từ thôi, bắt đầu từ tuần thứ hai các bạn hãy mời thành viên vào nhóm. Mời thành viên vào nhóm là mời như thế nào? Ở đây này các bạn ví dụ như cái group của mình, các bạn ở đây các bạn thấy nó có cái dòng là đề xuất thành viên. À, hôm nay mình đã mời những cái người đề xuất rồi cho nên nó hết rồi, bây giờ mình add nào mình coi. Thì cái đề xuất thành viên á nó sẽ đề xuất liên tục ha, chứ cứ khoảng vài giờ là nó sẽ đề xuất cho các bạn. Nhưng mà group mới và cái tài khoản các bạn chưa nhiều bạn bè thì nó đề xuất đây ít lắm. Nó đề xuất bao nhiêu thì hãy mời họ vào nhóm bấy nhiêu, và mời hết thì thôi. Xong mời những cái người mà nó đề xuất ha, đó là những cái điều là những cái tiêu chí organic tự nhiên. Facebook nó đề xuất mà, Facebook nó đề xuất với tôi mà, thì tôi có quyền mời họ vào nhóm. À, đâu có gì đâu, đâu có phiền gì đâu, đúng không? Rồi, đó là quy trình 5 bước các bạn làm đều đặn liên tục mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày, kiên trì và bền bỉ, kiên trì và bền bỉ, đừng có nản ha. Khi chưa kết quả đầu tiên thì đừng có nản, cứ làm như vậy thôi. Trong vòng 1 tháng đầu tiên các bạn sẽ thấy kết quả. 1 tháng là 31 ngày ví dụ vậy. Bắt đầu từ tháng thứ hai trở đi, các bạn lưu ý cho mình, chuyển cái nhóm công khai của các bạn á thành nhóm kín, đừng để công khai nữa ha. Tại vì các bạn để công khai nó không hiệu quả đâu, một người đăng mà lúc bấy giờ là cái group mới phát triển thì chỉ có mình bạn đăng thôi. Và dĩ nhiên là cái việc các bạn đăng bài không thể nào mà Facebook nó cho các bạn hiển thị hết đối với tất cả những cái bạn bè của profile các bạn được đâu. Cho nên là các bạn chuyển thành nhóm kín để làm gì? Hành vi của người dùng như lúc nãy mình nói, nhớ không ạ? À? Tức là khi mà để nhóm kín, họ bấm vào họ xem group, họ không thấy thông tin gì hết ngoài cái thông tin thống kê ra. Họ sẽ gì? Họ sẽ nhìn cái số liệu, ồ họ thấy group này ồ đang hoạt động tốt. Họ sẽ bấm tham gia nhóm. Đó là cái hành vi của người dùng, các bạn phải hiểu ha. Tự nhiên nó là như vậy, không dùng tool gì cả. Rồi, từ tháng thứ hai trở đi chuyển thành nhóm kín. Và cứ thế quy trình 5 bước các bạn lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, cho tới khi nào các bạn thấy à cái group này nó có nhiều bài quá, à 334 bài viết cần phê duyệt đó. Nó rất là đơn giản thôi, nó tự nhiên đến mức như vậy, không ai nghĩ là nó sẽ như vậy đâu. Các bạn làm những cái điều rất là đơn giản và kiên trì bền bỉ. Ở thì lúc này các bạn gì, cái tần suất đăng bài các bạn giảm xuống đi, đâu cần phải đăng nữa. Ở đây các bạn có bài viết của thành viên rồi, bạn cứ duyệt thôi. Rồi xong là những cái nội dung mà liên quan thành viên đăng lên, các bạn vào like, các bạn bình luận, các bạn thảo luận, các bạn trao đổi với thành viên. Còn nếu mà các bạn bận quá thôi, để những thành viên trong group họ tự trao đổi với nhau. Đó. Là ok. À. Rồi. Tiếp theo, một cái điều quan trọng là gì các bạn? Đó là bước số 6. Từ tháng thứ hai trở đi các bạn sẽ nên làm cái bước này. À, thực ra không phải là từ tháng hai đâu, mình nghĩ chắc phải 10 ngày trở lên các bạn làm được rồi. Ở đây các bạn lưu ý nè, bạn có 95 thành viên mới vào tuần này, ok, bạn đã tạo cái sự là tương tác đối với group, đây là cách dễ nhất. Các bạn có thành viên rồi, các bạn bấm vào cái nút là viết bài ở đây nè, các bạn thấy. Ủa, bị gì rồi ta? Nãy giờ có đang quay không ta? Ok, vẫn đang quay. À đây, máy của mình nó bị lag. Rồi các bạn thấy nè, hãy chào mừng các thành viên mới của chúng ta. Rồi, Facebook nó tự động nó tag một đống thành viên mới vào trong tuần này. Đấy. Đó, thấy chưa các bạn? Rồi các bạn không cần chỉnh gì hết, kệ nó.
bấm vào nút đăng. Những người được tag họ sẽ hiển thị notification, tức là cái thông báo của Facebook trên này, và họ bấm vô. Họ xem, cái group này mình nhớ là mình mới tham gia nhóm cách đây mấy ngày. Vô like, họ sẽ vô like, họ sẽ bình luận, ô chào mọi người, mình là thành viên mới, chào tất cả anh chị em. Rồi xong là một số người họ sẽ hỏi, đăng những cái câu hỏi trên này để được hỗ trợ, trợ giúp gì đó, thảo luận các kiểu. Đó là cái việc bạn làm, đó là bước số 6. Nhưng mà lưu ý, bạn nên có 10 thành viên. Nó ở đây là nó hiển thị số 10 nè, đối với nhóm mới. Còn đối với nhóm mình hoạt động có thành viên nhiều rồi thì ở đây là mình để tránh bị spam, để đây là mình là 100 thành viên thì mình mới viết bài này. Còn nếu mà nhóm mới thì hãy 10 thành viên viết bài một lần là ok. Đó, các bạn thấy rồi. Và các bạn ở đây các bạn chủ động ha, tần suất các bạn viết bài nhớ nha. Đừng có viết nhiều quá. Nó hiển thị notification trên này rất là mệt. Tạo cảm giác spam, họ không thích cái điều đó. Rồi, như vậy thôi, rất là đơn giản rồi. Bây giờ mình sẽ show cho các bạn xem một cái thông tin chi tiết về nhóm. Thực ra là cái cách làm này là cái cách làm organic, tự nhiên, thủ công, cho nên là nó chậm. Các bạn nhìn thấy số liệu nè, nó không có nhiều đâu các bạn, nhưng mà nó có cái biểu đồ nó đi lên. Nó không phải là cái biểu đồ mà đi lên này xuống, đi lên này xuống, không có phải là biểu đồ nhịp tim, nó không phải là lên xuống lên xuống lên xuống, thường là nó sẽ đi lên. Tại vì người ta vào group rồi thì người ta ít khi nào mà người ta thoát ra khỏi cái group đó lắm, trừ khi cái group đó vớ vẩn, trừ khi bị spam nhiều quá, bán hàng nhiều quá, livestream nhiều quá. Dạo gần đây mình hay thấy cái con nhỏ bán đồng hồ, chắc các bạn biết dạo này nó hay spam, nó bán đồng hồ. Các bạn bị add vào những cái group mà suốt ngày thấy nó như vậy thì các bạn bực không? Bực chứ. Và hành vi các bạn là gì? Bấm vô thoát group. Đó là những cái group nó kiểu như vậy thì mới thoát. Hoặc là ví dụ như là một số group gì tìm bạn bốn phương, các bạn được mời vô đó, xong nó bán cái gì, nó bán thuốc, thuốc sinh lý, xong cái xuống dưới, con nhỏ nó nữa, nó bán đồng hồ. Rồi các bạn kéo xuống dưới, ồ thấy mấy đứa nó bán mặt nạ, dưỡng da. Rồi kéo xuống nữa, nói chung là thấy group rất là tào lao mới làm. Ok, khác. Lưu ý là các bạn group các bạn phải cung cấp nội dung hữu ích cho người dùng, tức là cho đối tượng khách hàng tiềm năng các bạn, thì họ sẽ ở lại, và như mình không thích khi nào người ta hack group. Các bạn thấy ở đây con số nó cộng phần trăm lên nè, thấy không các bạn? Thành viên mới, ok, 28 người qua, cộng 12%. Bài viết bình luận cảm xúc cộng 21% trong 28 người qua. Ở các bạn thấy cái sự phát triển của group nó tăng lên, nó tăng lên, nó tăng lên. Các bạn thích không? Mà dĩ nhiên các bạn thích rồi. Phát triển được cái group như vậy là quá ok rồi. Và lưu ý, phải nhớ là gì? Các bạn chăm cái group của mình giống như là các bạn chăm sóc những cái đối tượng khách hàng tiềm năng của mình trong tương lai, để các bạn có thể bán cho họ, không phải các bạn bán cho họ, và mà thực ra là các bạn cung cấp giá trị cho họ hoặc cung cấp lợi ích cho họ thông qua sản phẩm dịch vụ mà các bạn đang bán, thì đó mới đúng ha, chứ không phải là các bạn bán hàng và phải cung cấp giá trị cho họ. Thì càng ngày cái group này nó sẽ càng phát triển, nó sẽ đi lên, cái biểu đồ nó sẽ đi lên, không thể nào nó đi xuống nếu các bạn làm cái điều mà không đúng, nó sẽ đi xuống thôi. Rồi thì đó là cái quy trình, nó chỉ có 5 bước cộng một bước nhỏ số 6. Ok, 6 bước, quy trình 6 bước phát triển group organic nó chỉ như vậy thôi. Và các bạn cần là gì? Như mình đã nói lúc đầu, thứ nhất là kiên trì bền bỉ, cái thứ hai thời gian. Cái này không có tốn tiền nha các bạn. Các bạn làm này không có mua tool, không có tốn tiền tool, không có mua tài khoản Facebook trắng, rồi không có mua sim điện thoại, không có, nói chung là không có mua gì hết, free. Tài khoản profile của bạn dùng mỗi ngày luôn, cho nên là cái độ trust nó cao. Các bạn làm gì mà cái tài khoản profile các bạn tương tác mỗi ngày, và cái đó là tương tác thật của bạn, cho nên là Facebook nó rất là trust những cái người thực, không sợ bị khóa đó. Rồi ok, chỉ có vậy thôi.
Nãy giờ mình nói cũng hết 45 phút rồi. Ok. Hy vọng là cái video clip này nó hữu ích đối với các bạn, bởi vì mình nói cũng hơi dài và cũng hơi khan tiếng rồi. Ok. Chào các bạn, nếu các bạn có câu hỏi gì thì hãy tham gia hỏi đáp ở đâu ta? À, lát nữa mình chắc mình đăng cái Facebook này trên đăng cái video này trên Facebook thì các bạn có thể bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời các bạn. Cái thứ hai, nếu mà các bạn thấy cái video này ở trên YouTube, ok, các bạn hãy bình luận ở trên YouTube và nhớ like và subscribe và bấm vào cái nút chuông kênh của mình. Mình sẽ trả lời các bạn nếu các bạn có câu hỏi. Và cái thứ ba, ở đây mình có một cái group, đó là cộng đồng Digital Marketing, SEO công cụ marketing. Các bạn nhớ cái đường dẫn là xuyệt group, xuyệt online marketing VN. Đó, các bạn có thể tham gia vào nhóm này. Và các bạn nếu có câu hỏi bất kỳ về marketing, mình sẽ hỗ trợ các bạn, hoặc là những anh em trong này họ sẽ trả lời các bạn ha. Ok, à quên nữa, group này không phải group tuyển dụng, mình có một group tuyển dụng riêng, thì các bạn vào đây các bạn sẽ thấy riêng ở phần công bố. Ở đây các bạn bấm vào xem tất cả các bạn thấy ha. Đó. Cho nên là gì, 335 bài viết mình đang đang chờ phê duyệt là toàn là bài viết tuyển dụng, mình không có duyệt ha. Tại vì sao? Tại vì nếu mà duyệt thì cái group này nó sẽ bị loãng. Đó, lý do tại sao nhiều bài viết mà không duyệt. Đó. Duyệt làm cái gì ha. Rồi. Ok. Rồi. Hẹn gặp lại các bạn.